sàng làm bùng nổ cầu trường. Sóng gió đã nổi lên. Mất bóng. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sẽ có phạt góc. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Fernando Torres. Cầu bóng vào. Và đây là cú sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Pha bóng tốt. Bóng được chuyền cho Cristiano Ronaldo. Really good job. Time growing the lead back to 10. Cơ hội là đây. Đó nên là một cơ hội. Khởi đầu tuyệt vời. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng và ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong hút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tỷ số được mở 1-0. Cristiano Ronaldo. Cần phải làm tốt hơn trong những huống phản công thế này. Đúng là như vậy, bóng đá hiện đại đang ngày một ít các cơ hội rõ ràng như thế này. Vì thế, bạn không được hoang phí, ít nhất là theo cách như vậy. Kaká. Chi cả tốt. Fernando Torres. Có thể dứt điểm ngay. Và chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Một quả phạt góc rõ ràng. Các bóng vào đi. Tình huống lấy bóng của Macano. Thierry Henry. Không ai ngăn cản. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Sút. Ghi bàn. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Trận đấu tiếp tục. Tỷ số hiện tại là 2-0. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Phối hợp rất tốt. Sút. Đó là pha chạm bóng tốt. De Bruyne. Cú đá quá thiếu chính xác. David Beckham. Marcelo. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Macano. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Cơ hội để anh ta có được cú đúp của mình trong chỗ này nhưng không có đúp nào cả. Đó là một cơ hội 10-10 nhưng anh ấy đã không tận dụng được. David Beckham. Tỷ số 1 là. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu.
Ronaldo. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Clean energy. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Donnarumma đang cho thấy phong độ xuất sắc anh ở chỗ này khi giữ sạch lưới suốt 9 phút vừa qua. Đây rồi. Và đây là cú sút. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Vẫn tiếp tục là phạt góc. Cần phải tắt ngay. Mất bóng. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Không được. Ronaldo. Bernardo Silva. De Bruyne. Ake. Thủ môn đã chơi cực hay trong trận này. Phải, đó đã là một bàn nâng tỷ số nếu như không có chàng thủ môn. Ronaldo. Đó nên là một cơ hội. Và dứt điểm thiếu chính xác. Thierry Henry. Linenzi. Marcelo. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Thật không thể tin được anh ta đã bắt được bóng. Donnarumma đang cho thấy phong độ xuất sắc anh ở chỗ này khi giữ sạch lưới suốt 9 phút vừa qua. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Cần phải bình tĩnh lại. Không ai muốn trận đấu tuyệt vời này bị phá hủy bởi những chiếc thẻ phạt thế này. Marcelo. Phối hợp tốt. Người đang giữ bóng là Kanté. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Phải có thẻ vàng. Rất nhiều đường chuyền. Cần phải vào bóng cẩn thận hơn, nhất là khi bạn đã dính một thẻ vàng. Vâng, đó là một thẻ vàng thứ hai. Anh ấy sẽ phải rời sân. Đó là một trong những vấn đề mà các huấn luyện viên cảm thấy khá đau đầu bởi cầu thủ đã nhận thẻ trước đó. Đáng lẽ anh ta cần hạn chế những tình huống tranh chấp kiểu như vậy. Đó là pha cản bóng thân sâu. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Clean energy. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Có cơ hội ngay bây giờ, thủ môn đã bắt được bóng. Tôi thấy tiền đạo dường như đã chạy đi ăn mừng rồi, nhưng thủ môn đã làm anh ta thất vọng.